tới khái niệm mà gióng hàng trái phải trên dưới của đối tượng, thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần phức tạp hơn một tí, đó là việc cắt hàm các đối tượng để làm gì? Để từ những cái đối tượng tương đối là đơn giản như các hình chúng ta đang có trong tay, chúng ta sẽ dùng nó hàn vào với nhau hoặc dùng cái nọ cắt cái kia, combine với nhau vân vân, để chúng ta có thể tạo ra được những cái hình khác phức tạp hơn. Đấy, dùng các hình đơn giản để tạo ra các hình phức tạp. Thế thì đây, chúng ta sẽ quan sát như sau. Tôi cần một số các đối tượng, sau đó thì tôi sẽ sử dụng nó để tôi minh họa về các cái phép cắt hàm này. Tôi có một hình màu đỏ, tôi có một hình màu vàng, và tôi sẽ đặt ra 3 trường hợp. Một là các hình này giao cắt với nhau một phần, chồng đè nhau một phần. Trường hợp thứ hai là các hình này không chạm vào nhau, không giao cắt với nhau cả. Trường hợp thứ ba là các đối tượng này giao cắt với nhau nhưng mà lại giao cắt theo kiểu lọt lòng, tức là nằm lọt thỏm, một hình bé nằm lọt thỏm trong mình, trong lòng hình lớn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là nó cung cấp cho chúng ta những lệnh cắt hàm như thế nào nhé. Khi mà hai đối tượng trở lên được chọn ở trên màn hình, thì lúc này các bạn để ý nó sẽ hiện lên một số các cái icon giúp chúng ta có thể thực hiện lệnh ngay ở đây mà không cần phải truy sâu vào trong menu. Nhóm lệnh shopping này bao gồm như sau. Lệnh đầu tiên là well, hay chúng ta dịch nôm na nó ra là hàm. Thế đây, khi hai đối tượng được hàm vào với nhau thì nó sẽ trở thành một đối tượng có chu vi và hình dáng giống như chu vi và hình dáng của hai đối tượng gốc. Thuộc tính của nó thì theo thuộc tính một trong hai đối tượng gốc. Thuộc tính gì ạ? Thuộc tính là màu đỏ hay màu vàng đây. Thì bây giờ chúng ta vừa mới hàm và chúng ta thấy là cái đối tượng mới có chu vi giống như chu vi tổng lúc đầu tiên của hai đối tượng khi nó nằm đè vào nhau. Đó. Và lúc này thì đối tượng mới này thì đã phát sinh, chúng ta không còn hai đối tượng cũ nữa. Và thuộc tính thì nó theo thuộc tính của thằng màu đỏ, tức là thằng nằm ở bên dưới. Đó. Vừa nãy thì gióng hàng chúng ta đã đặt ra hai cái vấn đề ưu tiên. Một là khi chúng ta không xác định được đối tượng nào chọn trước cái đối tượng nào chọn sau, thì thuộc tính ưu tiên sẽ được dành cho đối tượng ở tầng thứ thấp hơn. Còn nếu mà gióng hàng mà lại có sự chỉ định, thì đối tượng nào được chỉ định sau cùng thì đối tượng đó sẽ được ưu tiên. Thế thì bây giờ cái việc cắt hàm này nó có giống như thế hay không? Chúng ta cùng nhau xem. Đây, lặp lại thao tác. Chọn cả hai cùng một lúc khi hàm thì nó ưu tiên thằng nằm dưới là thằng đỏ, đúng không? Bây giờ tôi Ctrl Z, tôi lùi lại một bước và tôi làm lại. Lúc này thì tôi chọn đỏ trước, tôi chọn vàng sau và tôi hàm, thì chúng ta lại thấy là nó ưu tiên thằng vàng là thằng được chọn sau. Như vậy là cái quy tắc là gì đấy? Quy tắc ưu tiên nó cũng vẫn đúng trong trường hợp như thế này. Có hai cách ưu tiên. Một là chọn tất cả cùng một lúc thì ưu tiên thằng nằm dưới cùng. Còn nếu mà chọn có thứ tự thì thằng nào được chọn sau cùng, thằng đấy sẽ được ưu tiên giữ lại thuộc tính. Bây giờ chúng ta xem đến trường hợp thứ hai. Hai đối tượng nằm cách nhau ra, không có chạm gì vào nhau cả. Khi tôi thực hiện lệnh hàn thì sao? Nó cũng sẽ trở thành một đối tượng. Nhưng đối tượng này thì làm sao ạ? Gồm có hai mảnh. Và thuộc tính thì vẫn được ưu tiên cho thằng nằm dưới. Còn tất nhiên nếu như mà tôi đảo lại thứ tự, tôi chọn thằng đỏ trước, tôi chọn thằng vàng sau, thì lúc này hàm vào thì thuộc tính nó sẽ theo thằng vàng. Thế còn trường hợp mà hai đối tượng nằm lọt lòng nhau thì chắc chắn đối tượng bé sẽ mất đi rồi. Tại vì là khi hàm vào thì nó sẽ chỉ giữ lại gì đấy ạ? Chu vi hình dáng của hai đối tượng giống như là lúc mà chúng ta chồng lên nhau. Thế còn nó có màu đỏ hay có màu vàng thì tùy thuộc vào cái việc chúng ta chọn cái gì trước, chúng ta chọn cái gì sau. Như thế này thì có màu đỏ. Đó.
Còn nếu như thế này thì sẽ có màu vàng. Như thế là chúng ta đã làm quen lệnh đầu tiên, lệnh hàng. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen tiếp cái nhóm thứ hai. Nhóm lệnh thứ hai có tên là trim, hay là chúng ta gọi nôm na nó là lệnh cắt. Chúng ta có đặt ra ba trường hợp: chồng một phần lên nhau, không chồng một tí nào vào nhau cả, và nằm lọt lòng nhau. Nếu chồng một phần vào nhau thì sao? Khi chúng ta nhấn lệnh cắt thì một đối tượng sẽ trở thành dao cắt, một đối tượng còn lại sẽ bị cái đối tượng kia cắt. Và cắt ở đâu? Cắt ở chính cái phần giao nhau giữa hai đối tượng đó. Thế còn quay trở lại vấn đề là tại sao thằng này là dao cắt mà tại sao thằng kia bị cắt, thì nó lại quay trở lại cái vấn đề ưu tiên thôi. Đây, tôi Ctrl Z tôi lùi lại. Nếu như chọn cả hai đối tượng cùng một lần thì đối tượng ở trên sẽ trở thành dao cắt và đối tượng ở dưới sẽ thành gà vì bị con dao này cắt. Đó. Hay ngược lại, nếu bây giờ tôi lại chọn đỏ này, chọn vàng này, thì lúc này cái đối tượng đỏ ở dưới lại trở thành dao cắt và đối tượng vàng lại trở thành gà vịt bị cắt. Như vậy là cũng vẫn rất đúng với cái bài toán ưu tiên vừa rồi chúng ta nói. Đấy, có hai cách lựa chọn và do đó sẽ dẫn tới kết quả là nghịch nhau. Thế còn trường hợp mà hai thằng không dính dáng gì đến nhau thì sao? Lệnh có thực hiện được không và có gì thay đổi hay không? Mà chúng ta chú ý là trong lệnh cắt này thì không có thằng nào mất thuộc tính cả, chỉ bị mất đi một miếng thôi do bị đối tượng kia cắt thôi. Trường hợp này thì sao? Lệnh vẫn được thực hiện, nhưng mà bất kể thằng nào là dao, thằng nào là gà vịt thì cũng không thằng nào bị sứt mẻ cả, vì là nó không chạm vào nhau. Không chạm vào nhau thì trường hợp này là chém gió. Đó. Chắc chắn là có thực hiện lệnh đấy, nhưng vì nó không chạm vào nhau cho nên là không thằng nào xẻo được thằng nào miếng nào cả. Thế còn trường hợp này lọt lòng nhau thì sao? Lọt lòng nhau thì trường hợp này là thằng vàng sẽ cắt thằng đỏ đúng bằng diện tích của nó. Đây tôi nhắc ra, các bạn nhìn thấy thằng đỏ bị thủng bụng đúng theo diện tích của thằng vàng. Nhưng đấy là trường hợp thuận nhé, trường hợp xuôi nhé, là chúng ta đang chọn cả hai đối tượng và chọn cùng một lúc. Do đó thì đối tượng mà nằm trên sẽ cắt đối tượng nằm dưới, và đối tượng nằm trên là đối tượng bé hơn. Nhưng nếu bây giờ tôi Ctrl Z tôi lùi lại, bây giờ tôi chọn theo cái cách là chọn đỏ trước này, giữ shift chọn vàng sau này, thì sao? Nothing change, không có gì thay đổi cả. Lệnh này không được phép thực hiện. Lệnh cắt này chỉ được thực hiện trong hai trường hợp: một là giao vào với nhau một phần, hai là nằm lọt lòng thì chỉ có thằng bé cắt thằng lớn thôi. Còn thằng lớn mà cắt thằng bé, mà trong lúc đó thằng bé nó nằm lọt lòng, thì lệnh này không được phép xử lý. Đấy. Như vậy là chúng ta biết thêm được lệnh thứ hai là lệnh cắt, hay là chúng ta gọi là lệnh trim. Trường hợp thứ ba, lệnh thứ ba là lệnh intercept. Lệnh này thì không thằng nào mất đi một miếng nào cả, không thằng nào bị phụ thuộc vào thằng nào cả, mà nó lại còn phát sinh ra một đối tượng thứ ba. Đấy. Vụ này giống như là kiểu vợ chồng cưới nhau có thêm đứa con ấy. Đấy. Đây, chọn hai đối tượng đó, thực hiện lệnh intercept sẽ phát sinh ra một đối tượng thứ ba. Đối tượng thứ ba này nó có diện tích, nó có hình dáng giống như phần giao nhau giữa hai đối tượng chính, và nó cũng nằm đúng ở cái vị trí giao nhau đó. Thế còn nó giống hình nào hơn, hay nôm na người ta bảo giống bố hơn hay giống mẹ hơn ấy, thì nó phụ thuộc vào cái cách chọn đó. Nếu như chọn tất cả, đây tôi xóa bỏ cái vừa mới sinh ra nhé, này chúng ta vẽ lại này, đây là chọn cả hai cùng một lần đúng không, thì thao tác này sẽ giống bố là thằng vuông đúng không, là màu là nó sẽ theo màu của thằng đỏ đó. Nhưng nếu mà
Và như thế là nó nằm sát với thằng 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 bố nhá, là thằng đỏ nhá. Đó. Thế còn nếu như tôi chọn theo kiểu là gì đấy, chọn đỏ này, chọn vàng, có nghĩa là có thứ tự trước sau được chỉ định, thì khi mà tôi sử dụng intercept thì cái đối tượng con này mới sinh ra thì sẽ giống mẹ là cái hình vàng hình tròn này, và màu của nó là giống hình tròn đấy. Thế còn trường hợp này thì sao? Trường hợp mà không đụng vào nhau, không chạm vào nhau, thì intersect này sẽ cho ra cái kết quả như thế nào? Hay có làm được gì không? Có thực hiện được lệnh không? Nothing, đó. Không thể thực hiện được lệnh này. Vì hai đối tượng này mà có chạm vào nhau đâu. Phát sinh ra đối tượng con là từ gì đấy ạ? Từ phần giao nhau giữa hai đối tượng lớn. Mà hai đối tượng này có giao nhau đâu, không chạm vào nhau thì lấy đâu ra cái hình dáng, lấy đâu ra thuộc tính để mà phát sinh ra đối tượng con đó. Chứ lệnh này mà thực hiện được thì hơi giống như kiểu chuyện cổ tích thánh gióng, dẫm vào vết chân thì đấy là tự dưng là về là đẻ thánh gióng ấy chẳng hạn đấy. Chào. Thế thì các bạn nhớ là cái trường hợp thứ hai này nhé, hai đối tượng mà nó không chạm vào nhau thì lệnh intercept là không thực hiện được. Thế còn trường hợp thứ ba này thì sao? Trường hợp thứ ba này hai đối tượng giao vào nhau thì chắc chắn đối tượng phát sinh nó sẽ là cái hình tròn rồi đấy, bởi vì đấy chính là phần mà hai đối tượng giao nhau, chỉ có điều là nó giống màu vàng hay nó giống màu đỏ, nó do thứ tự chọn chúng ta thôi. Thì đấy là intercept phát sinh ra đối tượng thứ ba ở cái phần mà giao nhau giữa hai đối tượng gốc. Chúng ta sẽ xem thêm trường hợp nữa nha. Trường hợp thứ tư là simplify. Được rồi, nếu thấy tạm thời bỏ simplify, tí đẹo nữa tôi sẽ nói. Tại vì simplify thì tôi phải thêm một cái đối tượng nữa thì nó mới rõ ràng được. Bây giờ chúng ta xem thêm trường hợp này là front minus back và trường hợp back minus front. Đây, chúng ta xem trước. Trường hợp front minus back thì sao? Khi tôi nhấn lệnh thì đối tượng ở dưới sẽ cắt đối tượng ở trên. Đối tượng ở dưới là dao, đối tượng ở trên là đối tượng bị cắt. Đó. Và sau khi cắt xong thì nó sẽ vứt con dao đi, không tồn tại con dao nữa. Nói nôm na giống như là các vụ án ấy, là coi như gây án xong là vứt hung khí luôn. Thế trường hợp này thì sao? Trường hợp mà không chạm vào nhau có thực hiện không? Vẫn thực hiện, vẫn có thao tác là cắt đấy, nhưng mà không chạm vào nhau cho nên là không cắt được, nhưng mà không cắt được cũng giống dao đi, không thấy con dao cắt nữa, và đối tượng này không bị sứt mẻ gì cả. Còn trường hợp này thì sao? Trường hợp này thì chắc chắn không làm được rồi, tại vì các bạn nhớ lệnh trim đúng không? Lệnh trim khi mà tôi sử dụng một cái đối tượng to hơn và cắt đối tượng nhỏ hơn mà lọt lòng thì không được phép. Do đó thì lệnh này cũng thế, là thành truyền. Và cái lệnh riêng hai cái lệnh này nhé, riêng hai cái lệnh mà front minus back và back minus front thì lệnh này nó không quan tâm đến cái việc là thằng nào chọn trước, thằng nào chọn sau. Nó chỉ quan tâm tới vấn đề là ông nằm ở trên hay ông nằm ở dưới thôi. Đấy. Một lệnh là dùng thằng dưới cắt thằng trên và một lệnh là dùng thằng trên cắt thằng dưới, nên không quan tâm là ông sinh ra thứ mấy ở trong cái mối quan hệ này cả, ông sinh trước hay ông sinh sau, nằm dưới nằm trên, thì nó chỉ ưu tiên cái chuyện nằm dưới nằm trên thôi. Bây giờ chúng ta xem tiếp cái lệnh ngược lại là lệnh back minus front. Trường hợp này là thằng trên sẽ cắt thằng dưới. Đấy, cắt xong cũng vứt bỏ con dao đi. Trường hợp này con dao cũng bị vứt nhưng mà thằng này không bị cắt vì là không chạm nhau. Trường hợp này thì chắc chắn là cắt, tại vì là hình nhỏ nằm trên và nó cắt thủng hình hình to nằm dưới. Tiếp nữa chúng ta có lệnh cuối cùng là create boundary. À, tuy nhiên tôi cũng nói luôn một chút là hai cái này
hai cái lệnh Front Minutes Back và Back Minutes Front. Hai lệnh này là rõ ràng là lệnh vay mượn của thằng Illustrator. Đấy, đấy là tư duy cắt hàng thằng Illustrator, và Corel tiếp nhận và cũng đưa lệnh đó vào trong trong Corel. Đấy. Thế và cuối cùng thì chúng ta có một cái lệnh gọi là lệnh Crit Boundary. Lệnh này thì lại chỉ riêng có thằng Corel có, Illustrator không có. Nó hơi giống như lệnh đầu tiên là lệnh Well này, nhưng nó khác ở cái đoạn gì đấy, sinh ra một đối tượng mới từ hai đối tượng gốc có diện tích có có chu vi có hình hài giống như chu vi hình hài của hai đối tượng gốc nhưng mà không có bề mặt. Đấy, tức là nó không xác định là theo tính chất của thằng thằng A hay thằng B, mà bây giờ tôi chỉ có một hình như này, còn ông muốn cho nó giống cái gì thì ông tự gán lấy, đúng không? Ví dụ là nó theo màu xanh hoặc theo màu tím cơ, chứ không phải theo đỏ hay theo vàng gốc này, là do chúng ta thiết lập sau. Đấy. Hai thằng này nằm cách nhau thì cũng sẽ tạo ra một hình mới gồm có hai mảnh rời nhau này, còn muốn tô màu gì thì chúng ta tô sau. Còn hai thằng này khi tô khi thực hiện grid boundary thì đương nhiên là nó sẽ tạo ra một đối tượng mới giống hệt đối tượng gì đây, đối tượng to. Thế mà đến đây thì chúng ta quay trở về với lại cái lệnh vừa rồi mà chúng ta chưa nói tới, đó là lệnh Simplify. Simplify thì tôi vẽ thêm một đối tượng nữa vào đây để cho nó rõ ràng hơn. Tôi có thêm một hình lục lăng và tôi cũng đặt nó ra thành ba cái tùy chọn. Một là nằm đè lên nhau, hai là không nằm đè lên tí nào, và ba là nằm lọt lòng nhau. Trường hợp nằm đè lên nhau thì sao? Khi tôi nhấn lệnh Simplify thì nó sẽ cắt theo cái nguyên tắc là trên cắt xuống dưới. Đây, các bạn, đấy. Tôi nhấc ra thì chỉ còn có duy nhất cái thằng lục lăng này là còn nguyên vẹn. Thằng vàng thì bị thằng lục lăng này cắt ở cái phần mà giao với hình lục lăng. Mà thằng đỏ này cũng bị thằng lục lăng cắt mất một miếng. Nhưng đồng thời thằng đỏ lại còn bị thằng vàng làm sao đấy, xén thêm một miếng nữa. Đấy. Cái lệnh này thì rất giống quan hệ xã hội, tức là thằng ở thượng tầng trên cùng là bắt thằng dưới đóng tô đóng thuế nộp lên ra, đúng không? Xong thằng dưới bị thằng trên lột một ít thì nó lại đè thằng dưới nữa, lại lột một ít nữa. Đấy, tức là trên cứ theo tầng tháp thôi, thằng nào trên cùng là không phải nộp cho ai cả, còn thằng dưới cùng sẽ nộp lên cho bọn trên. Duy nhất thằng trên cùng là không bị cắt miếng nào hết. Thế còn trường hợp này thì sao? Trường hợp mà ba cái thằng mà nằm rời nhau thì sao? Và các thằng nằm rời nhau thì sao? Thì lệnh Simplify này không thằng nào bị sứt mẻ, không thằng nào bị sao hết. Đấy. Giống như lệnh của ông tím này bảo xuống thằng vàng bảo nộp cho tao, nhưng mà lệnh không đến nơi cho nên thằng vàng cũng chẳng nộp, thằng vàng thì lại lệnh xuống dưới nữa và nộp cho tao, thằng đỏ này cũng không nhận được lệnh, cũng chẳng nộp nốt, cho nên chẳng thằng nào bị sức mẻ thằng nào hết. Thế còn trường hợp này thì sao? Lọt lòng thì chắc chắn bị cắt rồi. Đấy, ở gần nhau cho nên lệnh ra một cái là thực hiện được ngay. Thằng đỏ bị cả thằng vàng và thằng tím cắt, nhưng mà thực ra do thằng tím này nó bé hơn, nó nằm lọt lòng cho nên là chúng ta không nhìn thấy cái vết cắt của thằng tím so với thằng đỏ nữa. Đấy. Mà chỉ nhìn thấy cái vết cắt của thằng vàng so với thằng đỏ này thôi. Thực ra thì nó vẫn theo nguyên tắc thôi. Trên cắt thông suốt xuống dưới. Đấy. Cứ thằng nào trên là cắt thằng dưới. Thì đấy là lệnh Simplify. Bây giờ tôi cũng thử nghiệm lại thêm một chút nữa. Nếu như gọi là cắt như thế này, mà bây giờ tôi lại sử dụng cho cái lệnh và lệnh trim thì sao? Đó. Không phải hai đối tượng mà ba đối tượng thì sao? Trim thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy là gì đây ạ? Lệnh trim với lệnh simplify là nó hơi khác nhau ở cái chỗ này đây này. Đấy nhá, tôi đặt lại các cái đối tượng này vào đây và chúng ta thử so sánh hai lệnh nhé.
Ở bên trong này tôi sử dụng lệnh trim. Rồi, ở đây tôi sẽ sử dụng lệnh simplify. Rồi, và chúng ta lần lượt chúng ta nhấc ra này. Đây là trim nhá. Nhấc ra này. Nhấc ra này. Có vấn đề gì khác biệt không ạ? Có gì khác nhau không ạ? À, lệnh trim thì chỉ có thằng dưới cùng bị bóc lột thôi, bị cắt xén thôi. Còn các thằng trên bao nhiêu tầng không biết, nhưng mà miễn là nó không phải là tầng thấp nhất thì là nó không bị cắt. Nhưng còn simplify thì cắt đều. Đấy, chỉ có duy nhất thằng trên cùng bị cắt thôi. Đấy là cái điểm khác biệt giữa cái lệnh trim và lệnh simplify nhé. Thế và cuối cùng, bây giờ chúng ta làm quen thêm một lệnh này nữa. Lệnh này là lệnh hơi đặc biệt. À, nó lại được tách bạch riêng ra thành một lệnh nằm ngoài cái nhóm này, gọi là lệnh combine. Phím tắt của nó là Ctrl L. Thì lệnh combine này nó giúp chúng ta làm gì? Nó cũng hàm các cái đối tượng vào thành một đối tượng, đưa chúng nó về cùng một thuộc tính, hoặc là đỏ hoặc là vàng, ví dụ trong trường hợp này. Thế nhưng nó có một điểm khác biệt là so với lệnh while, lệnh hàn đấy, là gì? Các đối tượng này mà giao vào nhau ở đâu thì nó sẽ đục thủng ra đấy. Đây các bạn quan sát này. Đấy. Không giao nhau có hàn không? Có combine không? Có. Nhưng mà do không giao vào nhau cho nên không thằng nào bị thủng cả. Thế còn thằng này thì sao? Combine thì giao vào nhau thì cũng hòa vào nhau, nhưng mà do nó đè vào nhau, mà đè vào nhau bằng đúng luôn cái hình con, cho nên nó cũng thủng ra bằng đúng hình con luôn. Đây chúng ta so sánh nó với lại cái hình cái đối tượng gì đây nhỉ, cái đối tượng được well nhá. Chúng ta nhìn thấy này, well này hàn vào nhau này, theo chồng nhau này, cách nhau này, gì đây ạ, nằm lòn lòng này đấy. Thế thì nó chỉ giống ở trường hợp giữa thôi. Well và combine giống nhau ở trường hợp giữa, tức là không chạm vào nhau thì sẽ thành một đối tượng gồm có nhiều mảnh khác nhau, tách rời. Còn đè vào nhau thì cứ đè vào nhau ở đâu là đục ra đấy. Thằng này hàn vào thành một đối tượng nhưng mà do dao thì nó sẽ đục thủng luôn, trong khi lệnh well thì nó thằng to thì nuốt thằng bé. Và ở đây nó cũng có một cái điểm nữa, các bạn để ý này. Khi tôi có một cái cụm đối tượng mà đã được combine thì tôi có quyền là tách ngược nó ra. Đây, các bạn nhìn biểu tượng break, lệnh Ctrl K. Đây, break. Tôi lại có hai đối tượng gốc bằng diện tích và hình hài đối tượng gốc ban đầu. Chỉ có điều là thuộc tính thì nó không trả về thuộc tính cũ được. Đấy, đây. Break. Đây. Break. Tức là combine xong thì tháo ra được. Nhưng well thì có làm như thế được không? Well thì trong 3 trường hợp, chỉ có trường hợp giữa này khi không chạm vào nhau có thể tháo ra được thôi. Còn combine thì mọi trường hợp đều tháo ra được cả. Ok, đến đây chúng ta đã làm quen xong được cái nhóm lệnh cắt hàm các đối tượng. Và như thế là từ các đối tượng đơn giản chúng ta thể tạo ra được các đối tượng mới rồi, bằng cách hàn thêm vào hoặc là cắt bớt đi. Thế thì bây giờ tôi sẽ yêu cầu mọi người thực hành lại tất cả những gì hôm trước chúng ta đã trao đổi, cộng thêm những kiến thức ngày hôm nay chúng ta vừa mới trao đổi với nhau. Bài này như sau: lấy mẫu là một cái thanh hình chữ nhật đơn giản này, hoặc là những hình rất là cơ bản đó. Tôi sẽ yêu cầu mọi người làm cho tôi một vài chữ cái. Ở đây cái chữ cái chỉ là cái cớ thôi để chúng ta thực hiện tất cả những cái lệnh trước đó. Bởi vì chữ cái nó tương đối phong phú, nó có dáng thẳng này, ví dụ như chữ Y này, chữ T này, chữ H, chữ L, chữ F, chữ E. Đấy là những chữ mà có dáng thẳng đó. Chữ dáng tròn này,
thì chúng ta có O này, có C này, có Q này. Đấy. Ví dụ thế, chữ dáng xiên này thì chúng ta có V này. Đó. Kết hợp cả thẳng cả xiên thì chúng ta có M, có N, có chữ A. Đấy, ví dụ thế. Thế còn vừa thẳng vừa cong thì chúng ta có P này, chúng ta có U này. Đấy. Vừa thẳng vừa xiên thì chúng ta có chữ K. Đó. Hoặc là vừa thẳng vừa xiên chúng ta có, hay là xiên cả thì chúng ta có chữ Y dài. Đó. Thế còn đấy, thì như vậy là chúng ta sẽ sử dụng các cái lệnh nhân bản này, cắt này, lập hàm, vân vân. Thế bây giờ thế nào? Hôm nay thì yêu cầu tương đối nhiều thứ đấy, và mọi người sẽ phải vận dụng tư duy hơi nhiều một tí. Trước hết là tôi sẽ nói là bổ chữ cái. Đấy, demo luôn một cái nhé. Chẳng hạn như là tôi muốn làm chữ L, chữ đơn giản nhất đi, đúng không? Đơn giản nhất thực ra nó là chữ Y ngắn, thì đây là chữ Y ngắn rồi, thì không phải làm gì nữa, thì thôi không lấy chữ đó. Ví dụ chữ L, đó. Ví dụ kéo ra đây, chuột phải một cái, vậy thì tôi có gì đây ạ? Một cái nhân bản, đúng không? Quay 90 độ ở đây, vậy thì nó nằm ngang ra, đúng không? Bây giờ tôi chọn cái thằng này và thằng này, tôi ấn B, vậy là bottom là nó chui xuống dưới đáy, đúng không? Và bây giờ tôi thu vào cho tới khi nào ra được cái chữ L, tôi chọn cả hai và tôi hàn vào như vừa rồi, đấy là tôi được một chữ, đúng không? Bây giờ nếu như mà tôi làm tiếp một chữ khác, ví dụ chữ T nhé, để ôn lại kiến thức khác. Đây, bây giờ tôi nói thêm một cái nữa, chúng ta có thêm một lệnh nữa là lệnh nhân bản. Thế thì lệnh nhân bản này là thay vì việc là chúng ta kéo một đối tượng này ra đâu đó, chúng ta nhấp chuột phải, thì chúng ta sẽ để nguyên nó, chọn nó bằng công cụ Pick Tool này. Và nếu như mà máy của các bạn có bàn phím số, các bạn nhấn phím cộng thì nó sẽ tạo ra một bản sao nằm đè ngay lên trên cái đối tượng gốc đó. Đây, tôi nhấp thử ra này. Đấy, đối tượng gốc đây, đây là đối tượng bản sao. Thế thì chúng ta làm như thế nào? Đây, ví dụ bằng cách nào đó nhân bản, hoặc là không thì các bạn sẽ Ctrl C copy sang Ctrl V cũng được, nó sẽ nằm yên một chỗ đấy. Và sau khi mà chúng ta có bản sao rồi, chúng ta lại quay nó 90 độ như này. Tôi sẽ gióng gì đây? T là top, đúng không? Vậy đây là chữ T chưa? Gần thôi, tại vì là chữ T thì thanh ngang ngắn hơn thanh dọc, cho nên lúc này thì tôi sẽ chọn cái này. Và nếu như tôi transform mà kèm theo phím shift thì tôi chỉ cần kéo một đầu và đầu kia sẽ làm sao? Kéo tương ứng. Đó. Sau khi được rồi thì tôi chọn cả hai và tôi làm sao? Hàn lại. Vậy là tôi sẽ có chữ T, đúng không? Thế đây là chữ dáng thẳng nhé. Thế chữ dáng xiên thì sao? Đây, ví dụ V nhé. Thì bây giờ không phải như thế nữa mà tôi sẽ kéo xiên đi. Bấm một lần này thì sẽ tạo ra cái lệnh quay hoặc là kéo xiên. Bây giờ tôi sẽ đưa trỏ chuột vào cái ở giữa này. Giữ phím Ctrl, tôi xô nó nghiêng sang trái 15 độ. Đến đây thì tôi chuột phải một cái để tôi tạo ra bản sao. Bản gốc vẫn còn. Đó. Bây giờ tôi lại chọn lại bản gốc, lại chọn lại thêm một lần nữa, lại bấm vào đây, giữ phím Ctrl, và lúc này tôi sẽ kéo xiên 15 độ sang bên phải. Lúc này thì nhả cho ta thôi chứ không cần phải sao chép nữa. Chọn hai thằng này và làm sao đây ạ? Hàm vào với nhau. Vậy là tôi có chữ V. Nếu mà kéo nhân bản thêm một cái nữa, chuột phải, thì tôi sẽ có gì đây? W, đúng không? Hàm vào là có W. Bây giờ đến một phương án khác nhé, ví dụ A thì chúng ta lại làm ngược lại một tí như thế này. Đây, bấm vào đây, và lúc này thì tôi sẽ giữ Ctrl và tôi làm sao đây, kéo xiên ở phía dưới chân cơ chứ không phải ở chân đỉnh. Đó,
thế này cũng được, không giữ lại bản gốc cũng được, được chưa? Đến đây tôi lại làm tiếp này, giữ control này, lại kéo ngược chiều này, 15 độ này, 15 độ nữa sang chiều bên kia này, và chuột phải để làm sao ạ? Có cái, và bây giờ tôi lại control V, tôi dán cái thanh mẫu xoay nó 90 độ, đúng không? Kéo nó xuống dưới một tí, sau đó giữ shift thu đều cả hai cạnh lại. Khi nào nó thu vào được cái vị trí rồi thì chúng ta sẽ làm sao? Hàn nó lại, đại loại là như thế. Đây là toàn là hàn thôi đúng không? Bây giờ tôi thử một phương án khác là cắt nhé. Chúng ta chọn cái công cụ, à hôm trước là chúng ta mới nói tới cái công cụ rectangle và công cụ ellipse thôi đúng không? Đây, hôm nay nói nhanh cái công cụ này một tí, polygon đi. Polygon là chúng ta vẽ ra các hình đa giác, vẽ xong mà muốn thiết lập nó thành mấy cạnh thì các bạn ra hoặc giảm ở đây đó. Ví dụ tôi vẽ ra đây là hình tam giác, kéo xuống một tí, như vậy là tôi sẽ có thế đấy ạ, một hình tam giác như thế này. Bây giờ lại dùng hình tam giác này lại kéo thẳng xuống, trong lúc kéo thì tôi làm sao đấy ạ? Giữ shift để cho thẳng hàng, đừng có lệch lạc, chuột phải, tôi sẽ có hình tam giác thứ hai. Hai hình tam giác này nếu mà tôi dùng nó để làm sao cắt nhau thì tôi sẽ có cái hình này, và bây giờ cắt thêm cái đầu một tí, hàn thêm cái dưới một tí thì tôi cũng sẽ có chữ A. Hạ xuống, kéo sang, thu lại, hàn vào. Ví dụ như thế tôi cũng sẽ có chữ A. Đây, đây là cái chữ mà thẳng với nghiêng này, tròn thế sao? Tròn thế đây. Giữ control để vẽ ra hình tròn, đúng không? Bây giờ tôi giữ shift, tôi thu vào tầm và chuột phải, tôi sẽ có vòng thứ hai. Chúng ta có thể dùng mấy cách như thế này. Đây ví dụ nha, tô màu để cho các bạn nhìn thấy rõ là hai hình nha, được chưa? Chúng ta có ba cách. Một là chúng ta sử dụng lệnh trim, dùng hình trên cắt hình dưới, sau đó chúng ta phải xóa, chúng ta phải vứt cái thải đi. Đó. Cách thứ hai, chọn và lúc này chúng ta sử dụng back minus front, lệnh này thì nhàn hơn, sau khi làm xong là tự động nó vứt con dao đi. Còn lệnh thứ ba đó là hai thằng chọn cả hai và chúng ta sử dụng lệnh combine, giao nhau ở đâu thì tự đục thủng ra ở đấy. Thế là chúng ta có chữ O đúng không? Tương tự bây giờ nếu như mà tôi muốn nó thành chữ C chẳng hạn, tôi sẽ vẽ một hình vuông bằng cách là giữ control và kéo tạo một hình chữ nhật, sau đó thì quay một góc 45 độ, tôi sẽ gióng hàng tiếp hai thằng này với nhau. E đây, chọn này, chọn này, E. Vậy lúc này là nó sẽ ngang tâm ngang với nhau như này. Bây giờ tôi dịch cái thằng này vào, khi dịch thì tôi giữ shift để cho nó đảm bảo là đi theo một đường ngang, dùng thằng này cắt thằng này đi, vậy tôi có C. Tương tự như vậy các bạn có thể làm tiếp được các cái ký tự còn lại không ạ? Thế đây mới chỉ là một thôi nhá, đây mới chỉ là một yêu cầu thôi, yêu cầu này là yêu cầu màu đầu, tại vì hôm nay bài chúng ta phức tạp hơn như thế. Tôi sẽ yêu cầu những thứ như thế này. Đây các bạn quan sát, đây logo nhà xuất bản giáo dục. Tôi không yêu cầu các bạn vẽ phần quyển sách ở dưới, tôi chỉ yêu cầu là xử lý làm sao để cho ra được chữ G và chữ D này một cách nhanh nhất, một cách tròn trịa nhất, sạch sẽ nhất, cũng chỉ bằng các hình tròn, hình chữ nhật, các lệnh xoay, lập, cắt hàng mà thôi. Đấy là một yêu cầu. Yêu cầu thứ hai, cờ Olympic. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có 5 cái vòng tròn lồng ghép vào nhau.
Hình vẽ thì chúng ta nhìn rất dễ, nhưng mà trong Corel thì chúng ta đã nói chuyện với nhau là một đối tượng sinh ra trước thì nằm dưới, đối tượng mà sinh ra sau thì nằm trên. Vậy thì hoặc cái vòng xanh và một cái vòng đỏ chẳng hạn, hoặc nó nằm dưới nhau hoặc nó nằm trên nhau, còn lồng vào nhau thì trong trường hợp này là có chỗ nó nằm trên, có chỗ nó nằm dưới. Vậy thì các bạn thử xem cái nội dung hôm nay chúng ta trao đổi với nhau có cái phần nào giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề đó hay không. Hai cái vòng lồng vào nhau vừa trên vừa dưới, các bạn không cần phải làm cả 5 vòng, chỉ cần làm được 2 vòng lồng vào nhau có nghĩa là các bạn giải quyết được cái bài toán đánh lừa thị giác đó rồi. Nói thẳng luôn ra là sẽ không có trường hợp vừa nằm trên vừa nằm dưới đâu, đây sẽ là mẹo đánh lừa thôi. Còn đánh lừa như thế nào các bạn tự suy nghĩ thử xem có giải quyết được vấn đề hay không, không được lúc đấy tôi sẽ giới thiệu cách. Đấy là bài thứ hai tôi yêu cầu. Và bài thứ ba là hình âm dương. Nhìn quanh thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả cái này nó đều là xuất phát từ hình tròn, tròn to, tròn nhỏ, tròn lớn, tròn bé thôi. Đấy, làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề là vẽ ra được một cái hình âm dương như thế này chỉ bằng các hình tròn, cắt thế nào, lật thế nào, xoay thế nào, nhân bản thế nào. Các bạn thử tìm cách xoay trở trong số những cái kiến thức mà chúng ta đã trao đổi từ hôm trước đến hôm nay. Đấy, thì hôm nay khối lượng công việc tương đối lớn. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ dành thời gian ra các bạn giải quyết cho tôi các yêu cầu đấy. Mà tôi khẳng định luôn là kiến thức chúng ta trao đổi là đủ để làm những thứ này rồi. Chỉ có điều là chúng ta vận dụng có nhanh và có sáng tạo hay không thôi. Đấy, có linh hoạt hay không thôi. Ok. Thì bây giờ trước hết là làm quen thì các bạn cứ giải quyết cho tôi cái vụ bộ chữ trước đi đã, để làm quen cái tư duy cắt hàng xoay lập đã. Sau đó thì làm xong cái phần bộ chữ rồi thì các bạn tiếp tục giải quyết cho tôi tiếp 3 đề mà tôi giao ngày hôm nay. Đấy là logo nhà xuất bản giáo dục, phần chữ lồng 2 vòng tròn vào nhau theo kiểu vòng tròn Olympic, hoặc là nếu mà vị nào mà hay làm thiếp thì đấy sẽ là lồng 2 cái nhẫn cưới, đúng không? Đấy. Thế còn cuối cùng là chúng ta sẽ làm cái hình âm dương. Đấy. Chỉ từ các hình cơ bản thôi nhé, chữ nhật và hình tròn và vẽ elip. Hai hai công cụ này thôi, cộng với các lệnh xoay lập cắt hàng dòng hàng.